Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nấu Ăn Chay, Trồng Rau Làm Vườn. Hôm nay ngày mồng 8 tháng 9, 2019, mình sẽ chia sẻ với mọi người về một đề tài liên quan đến Chi Cô Đạch Ma. Nhưng mà đề tài hôm nay mình chỉ dành cho những người nông dân thôi, chứ không dành cho những người chuyên sản xuất Chi Cô Đạch Ma hay là những người kinh doanh Chi Cô Đạch Ma đâu nha. Hôm nay mình sẽ trình bày về 4 nội dung chính liên quan đến Chi Cô Đạch Ma. Là thứ nhất là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Chi Cô Đạch Ma là gì và Chi Cô Đạch Ma gồm những loại nào là phổ biến nhất. Nội dung thứ hai là vai trò thực sự chứ không phải là vai trò trên lý thuyết của Chi Cô Đạch Ma. Nội dung thứ ba là cách mà chúng ta tự nuôi cấy Chi Cô Đạch Ma tại nhà. Và nội dung thứ tư đó là cách sử dụng Chi Cô Đạch Ma sao cho hiệu quả nhất. Bây giờ mình sẽ cùng đi vào nội dung thứ nhất, đó là Chi Cô Đạch Ma là gì và Chi Cô Đạch Ma gồm những loại nào. Thì ở đây mình đã tìm hiểu được là Chi Cô Đạch Ma chính là một nhóm nấm tự do và phổ biến trong hệ sinh thái đất và rễ. Tuy nhiên là cái khoảng sinh sống của chúng cũng rất là hạn hẹp. Là chúng chỉ phát triển tốt từ 25 đến 30 độ C và pH thì phải từ 5,5 đến 7 thì chúng mới phát triển tốt được. Thêm nữa là vòng đời của chúng cũng khá là ngắn, chỉ được khoảng là 28 ngày thôi, cũng tùy theo giống loài nhưng mà vòng đời cũng rất ngắn. Và Chi Cô Đạch Ma thì cũng có loài có hại và loài có lợi. Tuy nhiên thì đa số là có lợi nhiều hơn có hại. Và hiện nay thì người ta chủ yếu là khai thác 4 nhóm Chi Cô Đạch Ma chính. Thứ nhất, phổ biến nhất và được ứng dụng nhiều nhất, đó chính là nhóm Chi Cô Đạch Ma Hajiamum. Loại này là phổ biến nhất và thường được xếp vào dòng nấm đối kháng. Tuy nhiên thì chúng rất là đa năng. Cái giống này là có thể phân hủy cellulo và cũng có thể phòng ngừa bệnh tuyến trùng, rồi phòng ngừa một số loại nấm gây bệnh. Nên loại này là hầu như là các sản phẩm Chi Cô Đạch Ma đều chiếm số lượng lớn nhất. Thứ hai chính là Chi Cô Đạch Ma Viride. Loại này thì có cả hai loại enzyme là cellula. Cellula thì phân giải thành tế bào thực vật và enzyme chitina. Thì chitina thì phân giải thành tế bào nấm và côn trùng. Nhưng ở đây chúng ta chủ yếu quan tâm đến chitina phân giải thành tế bào nấm thôi. Chứ còn côn trùng thì Chi Cô Đạch Ma nó cũng không có tác dụng nhiều đối với phân giải côn trùng này nọ đâu. Nó cũng không phải là loài quá ăn tạp mà. Nên mình chỉ quan tâm đến chuyện nó hạn chế nấm gây bệnh trong vườn mình thôi. Tuy nhiên là những người mà người ta trồng nấm ăn như là nấm bào ngư rồi các thứ đó thì người ta không thích cái loại Chi Cô Đạch Ma này đâu, vì đây chính là một nguồn gây nhiễm cho các loại nấm người ta trồng. Loại Chi Cô Đạch Ma thứ ba là Chi Cô Đạch Ma Logibrachiatum. Loại này thì ít được sử dụng hơn hai loại trên và các enzyme của nó hoạt động như một chất khử sinh học. Và chủ yếu là được ứng dụng trong các cái làm sạch kim loại nặng á. Và loại này thì nó phân bố khá là phổ biến trong tự nhiên. Giống như là những cái mốc đen bám trên cửa sổ hay là mốc đen bám trên mấy cái bộ lọc không khí á. Thì có thể đó là cái loại này đó. Tuy nhiên là cái loại này, cái bào tử của nó bay bay ấy, cũng có thể gây dị ứng cho một số người nha. Và loại thứ tư chính là Chi Cô Đạch Ma Resei. Chúng thì có thể tiết ra kháng sinh, kích hoạt phản ứng kháng thuốc ở trong cây và giúp cây chống lại mầm bệnh do nấm gây ra. Tuy nhiên thì người ta nghiên cứu là nó tiết kháng sinh, kích hoạt phản ứng kháng thuốc của cây, nhưng mà cái này nó không phải là chiếm số lượng lớn đâu mà là chỉ một tỷ lệ rất là nhỏ thôi. Người ta có tìm ra nhưng mà tỷ lệ này rất là nhỏ nên cũng không đáng là bao nhiêu hết. Nên Chi Cô Đạch Ma thì người ta vẫn chủ yếu nói là nấm đối kháng
với lại phân giải xác bã thực vật chứ không phải là cái tiết kháng sinh bảo vệ cây trồng này đâu. Vậy là mình đã trình bày xong nội dung thứ nhất. Bây giờ đến nội dung thứ hai chính là vai trò của Triconectma. Cái này thì mình tìm hiểu ở trên mạng ấy, hầu như là 10 trang đều như một luôn, là họ nói vai trò của Triconectma rất là nhiều luôn, nào là phân giải xác bã thực vật, rồi tiết kháng sinh bảo vệ cây trồng, rồi kích thích hạt nảy mầm, rồi săn bắt tuyến trùng, rồi săn bắt nấm gây bệnh, rồi thậm chí là họ còn kêu là Triconectma là tiết ra chất kích thích cây trồng phát triển nhanh hơn, rồi kích thích rễ cho cây trồng, đủ thứ luôn. Hầu như là họ nói như là Triconectma là một sản phẩm cực kỳ đa năng, cái gì cũng ứng dụng được luôn á. Mà Triconectma thì cái môi trường sống của nó là trong đất, trong rễ chứ đâu phải trong lá đâu, mà thậm chí là họ còn hướng dẫn mọi người là phun Triconectma lên lá luôn. Cái này mình sẽ bàn luận sau nha. Với mình thì Triconectma chỉ có hai tác dụng, hai vai trò chính. Thứ nhất đó là tiết enzyme cellula để phân giải cellulo của tế bào thực vật á. Thì cái vai trò này là nó ứng dụng trong việc phân hủy xác bã thực vật để mình ủ phân các thứ. Đó là vai trò thứ nhất. Và vai trò thứ hai chính là vì Triconectma nó có enzyme chitina thì cái này nó sẽ phân giải thành tế bào của nấm. Thì tại vì thành tế bào của nấm được cấu tạo từ chitin, nhưng mà không phải là nấm nào nó cũng phân giải được đâu. Nó chủ yếu là nhằm vào ba loại nấm chính thôi. Nó chỉ có tác dụng với ba loại nấm gây bệnh, đó là nấm Fusarium và Rhizoctonia và nấm Pythium. Là ba loại này là Triconectma có tác dụng, chứ những loại khác thì nó không có tác dụng lắm đâu, thậm chí là không có tác dụng đối với những loại nấm khác luôn á. Nên nhưng mà vai trò này, bởi vì mọi người biết là Triconectma là nấm mà, nấm thì đâu có di chuyển được đâu. Nó chỉ bắt săn bắt thức ăn của nó bằng cách là nó phát triển nó lên thật, kiểu như là nó lan rộng ấy. Nó phát triển hệ sợi của nó cứ bò càng ngày càng rộng ra, thì nó bò tới đâu mà vô tình cái lúc nó bò tới cái nấm đấy mà nấm thì nó ăn được nấm đó, hoặc là nó bò tới con tuyến trùng ấy mà con tuyến trùng không kịp di chuyển ấy, thì nó sẽ bao vây con tuyến trùng và phân giải con tuyến trùng đó, chứ nó đâu có phải là nó tự động nó đi bắt những cái con đó đâu. Làm sao mà nó di chuyển được, nên nó cứ bò cứ lan rộng dần như vậy và vô tình nó gặp được cái nào ăn thì nó ăn thôi. Khi mình nói đến đây thì chắc chắn là sẽ có nhiều bác nông dân nghi ngờ lời mình nói. Bởi vì nếu như mà Triconectma có vai trò ít như vậy thì tại sao người ta lại bán nhiều như thế, phổ biến như thế? Và thậm chí họ mua Triconectma về và họ dùng, họ cũng thực sự là nhìn thấy hiệu quả của Triconectma trên vườn của họ rồi mà mình lại nói như vậy. Nên ở đây mình cũng sẽ nhắc thêm với mọi người nữa là cái vai trò mà mọi người nhìn thấy trên vườn của mình ấy, cái tác dụng thực sự đấy chưa chắc đã phải là tác dụng của Triconectma đâu, mà chính là tác dụng của những chất mà nhà sản xuất người ta trộn vào trong Triconectma đó, chứ không phải là của Triconectma. Tại vì bản thân Triconectma vai trò của nó không có nhiều và tác dụng của nó không thực sự mà mang lại những cái kết quả mà chúng ta có thể nhìn bằng mắt thường được đâu, nó không mạnh mẽ đến mức độ đó đâu. Ngày trước khi mình còn làm ở trên phòng thí nghiệm, mình thì không chuyên về vi sinh mà mình làm về thực vật, mình làm về nuôi cấy mô ấy, thì cái quy trình nuôi cấy vi sinh, nuôi cấy mô thì nó cũng có nhiều điểm tương đồng. Và khi mà mình làm phòng thí nghiệm thì cũng có một người, người đó là chuyên sản xuất Triconectma luôn. Và có một lần họ đến phòng mình để mà xin IBA. IBA thì ai mà hay dâm cành chắc biết đúng không? IBA là một loại chất kích thích ra rễ cực kỳ mạnh và cái dĩ nhiên là có rất nhiều chất kích thích ra rễ, nhưng mà IBA là cái loại gọi là mạnh nhất và phổ biến, gọi như là nó ứng dụng được nhiều trên nhiều cây trồng nhất so với những loại khác á. Thì khi mà họ hỏi xin IBA thì mình cũng tỏ ý tò mò. Thì người đó cũng biết là mình sẽ tò mò nên mới nói là IBA họ sử dụng là để tăng khả năng tạo bào tử cho Triconectma.
Vậy thôi chứ mình biết là làm sao mà những cái thủ thuật riêng của người ta trong sản xuất hay là sao mà người ta nói cho mình nghe được. Và họ nói là IBA có tác dụng tăng khả năng tạo bào tử cho Chicorama thì cũng chỉ là đánh lạc hướng của mình thôi. Chứ mình nhận thấy là khả năng tạo bào tử của Chicorama là người ta sẽ tạo những cái điều kiện bất lợi để cho Chicorama nó ngừng phát hiện và tạo bào tử, đúng không? Và thường mình xem thì người ta chủ yếu là sấy khô hoặc là làm gì đó, nói chung là tạo điều kiện bất lợi ấy, thì tùy công ty thôi. Và còn cái IBA mà nó có tác dụng tạo bào tử, tăng khả năng tạo bào tử nhiều hay không thì có thể là nó sẽ có, nhưng đó không phải là cái lý do chính để mà họ bổ sung IBA vào trong cái Chicorama. Mà mình nghĩ cái vai trò sâu xa mà họ không muốn nói đó chính là IBA có tác dụng kích thích da rễ. Vậy thì họ trộn vào trong Chicorama thì cái mục đích của họ chính là kích thích da rễ cho cây trồng trong vườn mình ấy. Khi mà các bác nông dân mà mua Chicorama về thì họ sẽ thấy là cái cây trồng mình kích thích da rễ nhiều hơn, mà đã ra rễ nhiều hơn thì chắc chắn là cây nó sẽ phát triển tốt hơn rồi, đúng không? Nên các bác nông dân sẽ thấy là cái tác dụng thực sự của Chicorama đối với vườn mình mà tích cực mua thêm sản phẩm của họ hơn nữa. Chứ chưa chắc là Chicorama đã làm được cái nhiệm vụ đó mà mọi người có thể nhìn thấy trong vòng 1 tháng, 2 tháng sau khi sử dụng mà đã nhìn thấy tác dụng thì không thể có được. Chất kích thích rễ vào trong cái Chicorama đấy thì nó cũng không hại gì cho vườn mình đâu, tại vì liều lượng thấp mà thì cũng tốt cho vườn mình. Nhưng cái mình nói ở đây chính là cái giá tiền của Chicorama nó bị đội lên rất là nhiều á. Tại vì mình cũng đã nhập sản phẩm của người ta về bán cũng kha khá nhiều rồi, và nhà mình cũng dùng chắc cũng phải hơn 1 tạ Chicorama rồi. Nên mình cũng biết kinh doanh Chicorama rồi là sẽ biết là kinh doanh sản phẩm này rất là có lời luôn á. Rất là có lời luôn. Đấy là người nhập về bán lại thôi chứ chưa nói là đến người sản xuất Chicorama đâu. Nói chung là thì họ đã quảng cáo cái sản phẩm này rất là nhiều tác dụng như vậy thì các bác nông dân rất là tin và mua về sử dụng, và sử dụng có thấy hiệu quả thì bắt đầu họ cứ nhập hàng nhiều ấy, thì người sản xuất rất là có lời. Chứ cái giá cả thực tế mà để tạo ra 1 kg Chicorama nó không có phải là 60.000 hay 70.000 giống như chúng ta mua đâu. Sản xuất mà họ làm Chicorama nguyên chất để bán cho chúng ta ấy thì họ sẽ không ăn được lời nhiều, bởi vì Chicorama sản xuất nguyên chất thì số lượng nó sẽ không được nhiều và làm cũng sẽ khó khăn hơn. Mà trong khi đó mà chúng ta mà mua Chicorama nguyên chất về thì nó lại không có tác dụng giống như là Chicorama mà họ pha trộn đâu. Ai mà tự sản xuất được Chicorama và thử sử dụng là biết à, cái tác dụng không thể nhìn thấy bằng mắt thường trong vòng 1-2 tháng được, mà có khi cả năm trời mới thấy được cái tác dụng đó. Đó là sự thật mà khi sử dụng Chicorama nguyên chất, còn Chicorama đã pha trộn thì tác dụng lại mạnh hơn nhiều. Nên nhiều khi các bác nông dân mà mua đúng Chicorama mà gọi là nhà sản xuất có tâm hơn, đưa Chicorama nguyên chất hơn ấy, thì các bác nông dân lại chê cái sản phẩm đó. Còn cái sản phẩm pha trộn các thứ này nọ mà Chicorama là màu xanh, mà thậm chí thị trường bây giờ là có một số sản phẩm Chicorama là cái màu nó trắng tinh à, không có phải màu xanh đâu, là cái đó người ta đã trộn với những cái chất mang rồi ấy. Chất mang nào là bột khoai tây rồi bột gạo, bột ta lát gì đó thì tùy nhà sản xuất họ trộn vô. Họ ví dụ như 1 kg Chicorama thì trong đó là chắc cũng phải tới 900 gram hoặc là 950 gram là cái bột chất mang đó rồi. Còn Chicorama họ chỉ trộn vào có CC thôi. Rồi ngoài cái chất mang đó họ trộn vào một số chất kích thích và một số cái chất khác mà để tăng khả năng phát triển của cây trồng ấy. Nên chúng ta sử dụng cái sản phẩm đó là thấy hiệu quả. Còn sản phẩm Chicorama mà gọi là chính hãng nguyên chất thì lại không thấy hiệu quả.